ra hương mặn mà. Sao hoàng hôn nhà sắc phai hương, một đời nữ nhi buồn hồn xuân. Bận quân xoa tóc sầu, biết đâu gửi tân hồng nhàn. Về cùng trăng anh nào, hãy thật phụ. Hoàng nhị vị công tử sắp bắt đầu tỉ tiễn tranh hôn, tiểu thơ không đến Xuân Minh lầu chứng kiến sao? Không, chị cứ đi đi, để một mình tôi ở đây được rồi. Hôm nay là ngày quan trọng trong đời, sao tiểu thơ có vẻ chẳng vui lại bồn chồn lo lắng? Tôi nghe thiên hạ đồn đại rằng hoàng phủ thiếu hoa là một trang tài tuấn, còn Lưu Khuê Bích là kẻ tiểu tâm, e rằng cuộc hôn nhân rồi sẽ có nhiều điều trắc trở. Tại sao tiểu thơ lại có ý nghĩ lạ lùng như vậy? Vì trong cuộc tỉ tiễn hôm nay, nếu chẳng may Lưu Khuê Bích là người thắng cuộc, thì ta sẽ phải trao thân cho kẻ chẳng ra chi. Rồi heo đời qua khổ lụy biết ngần, còn nếu hoàng phủ thiếu hoa lại là người thắng, thì đâu dễ gì mọi việc đều êm xuôi. Vì Lưu Khuê Bích là kẻ tiểu nhân, sẽ gây diễn ra trước mặt mọi người, nếu bất tài thì thua cuộc chứ sao? Không dễ dàng như chị nghĩ đâu. Cuộc tỉ thí đã bắt đầu, để tôi ra xem cho biết kết quả. Lưu công tử đã bắn trúng 2 mũi tên. Ủa, Lưu Khuê Bích đã bắn trúng 2 mũi? Kìa tiểu thơ, quả là một giai nhân tuyệt sắc. Xin mời công tử tiếp tục. Dân sai rồi, mũi tên thứ 3 đã bay trượt ra ngoài. Xin mời hoàng phủ công tử trổ tài. Dân 1, 2, 3, hoàng phủ công tử đã bắn trúng cả 3. Lời đồn đãi chẳng hoa, hoàng phủ công tử quả là trang thiếu niên tài tuấn. Chỉ có tôi là kẻ bất tài nên đành mang nhục, xin kêu từ vậy. Khoan, xin công tử đừng buồn, âu cũng là duyên trời đã định. Xin công tử nán lại cùng chơi chung tôi, càng dài thùng rượu nữa gọi là kết chặt tình thân hữu. Còn cái việc nợ duyên chẳng qua là do số trời. Tôi bất tài thì tôi phải chịu thua, có dám trách phiền ai đâu. Tôi không có ý cùng Lưu huynh tranh cao hạ, chẳng qua trong việc định lương duyên, cũng để thử xem cơ trời dây xích thằng đã xe nợ cho ai. Số trời xui tôi phải thua tài, biết phận mình tôi xin rút lui. Xin kêu Lưu công tử. Dòng họ Lưu hiện nay rất việt thế, Lưu hoàng hậu lại rất được thiên tử quý yêu, tôi e nó sẽ gây điều lối thôi phiền muộn. Vậy công tử hãy về thưa cùng lĩnh sống đường, hãy sớm lo việc hôn lễ. Xin vâng lời đại nhân chỉ giáo, xin cáo biệt. Công tử. Tiểu thơ, sách có câu nữ nam hữu biệt, sao đêm khuya tiểu thơ lại tìm đến nơi này? Thiếp cũng biết như thế này là đường đột, tránh sao khỏi miệng đời vì nghĩ mỉa mai. Nhưng nếu không mà tìm thank you.
không hiểu vì sao được làm thương tổn giải cứu. Vì mẫu thân đã hiền hồn bao mộng, cho biết rằng ta vốn có tiền duyên, sẽ kết chặt đời nhau. Xin tạ tình chỉ ngộ của tiểu thơ, nhưng tôi đã kết thân cùng Thơ Mạnh, cũng vì thế mà Lữ huynh lập mưu ám hại. Thiếp cũng đã biết, nhưng nhân mạng mẫu thân xin nguyện làm thứ thất, nếu mai sau đổi giả thay lòng thì trời tru đất diệt. Còn tôi có phụ lời xin quỷ thần soi xét. Công tử, đã quá canh hai rồi, xin công tử mau theo ngã sau ra về cho tôi phóng quả, kẻo lưu công tử nghi kỵ. Còn tiểu thơ cũng về đi cho tôi hành xử. Lưu Khuê Bích chưa giết được con, chắc nó chưa để gia đình mình yên đâu. Dòng họ Lưu thất quyền thế ở triều đình, tài xin hoàng nguyên soái bài hương án tiếp nghinh thánh chỉ. Thừa thiên hướng dẫn, hoàng đế chiếu rằng, nay giặc triều tiên đem binh quấy phá, trẫm sắc phong hoàng phủ kính chức chinh đông đại nguyên soái, lãnh hai muôn binh ra sơn đông dẹp giặc cứu nguy ba tánh. Khâm thử thánh thượng vạn vạn tuế. Đây chắc là âm mưu của Lưu Quốc Trượng, xin phụ thân hãy dâng biểu tâu cùng thiên tử. Ta cũng biết vậy, nhưng nếu ta không ra binh thì thiên hạ sẽ cho ta là phường tham sanh quy tử, hưởng bổng lộc khi đất nước thái bình. Khi nước loạn cần sông nước chung trường xa, thì rút cổ so dây tìm mọi cách để khước từ. Nhưng lãnh nắng ra quân là mắc mưu phường gian nình, còn cưỡng lịch án binh là đắc tội với triều đình. Đã từ lâu phụ thân an hưởng thú thành nhàn, nay phải sông nước xa trường giải thuyết dầm sương. Xin cho con được theo cha ra ngoài thiên trần, đem tài ba để báo đền ơn vua trả nợ sơn hà. Con phải thay cha lo mọi việc trong gia đình, chớ có tham cầu chi chớ công danh. Mười mấy năm nay cha con rèn văn luyện võ, là cũng mong một ngày kia góp mặt với đời. Nay chẳng hiểu gì một duyên cơ gì mà cha buộc con phải ở lại quê nhà. Hoàng phủ thiêu qua mẹ cha kể như hiếm muộn, chỉ trông cậy vào con việc nối dõi tông đường. Nay con đòi lướt sông nơi chốn xa trường, đường giao dung vô tình trăm hiểm ngàn nguy. Nhưng để mình cha sông phá ngoài muôn dặm, thì con làm sao có thể yên lòng vững dạ. Con hãy tìm vui nơi quê hương sẵn già, đừng bao giờ tìm mà đến đây kinh, mà thân phải gian trung bởi tay bọn gian thần. Còn việc hôn nhân đợi cha về cũng chẳng muộn chi. Con xin vâng lời dạy bảo của cha già, cầu chôn chiến trường cha mau đắc thắng ban sư. Muôn chiến trung leo thần xa bụi cua, đã làm tráng dẫn tương chuyển tử xanh sáng nhẹ tở lông hồng. Con đừng nên học thuê nhi nữ thường tình, hãy vui lên mà tiễn cha xuất trận. Xin cúi đầu giả biệt chờ phụ thân đắc thắng ban sư. Nơi chiến trường mang tiếng
quý. Chẳng hay ngươi lặn lội về đây có việc chi cần kiếp, hãy thưa cho ta rõ. Dạ, lão gia tôi bảo mang bức mật thư này dâng lên phu nhân. Đưa ta xem. Chẳng hay trong thơ có điều chi quan trọng mà mẹ kinh hoàng quá đôi. Hai con ơi thôi rồi tai họa đến cho nhà mình vì bọn gian thần hồ hằng kẻ đông lương nên mời giá hòa vô phán rằng cha con đầu giặc ngoài. Lòng đẹp giá bón áp giang chung mong tận diệt cả dòng họ nhà ta để nỗi quan này không có ngày biển minh phân dài chi bằng em hãy cải danh tùng quân giúp nước diệt giặc thù cứu mạng khổ thân đó là em tận trung cùng trọn hiếu cùng cha đợi thời câu giải quan cho dòng họ giờ hai nhé mau tìm chút bông đào chị ơi cả gia đình thọ nạn em nỡ giả nào đành một mình lanh thân tìm sanh lộ thà ở lại để cùng chết cả hai chẳng hơn là hèn nhục sống em một mình. Ngộ nghịch nhi, mi quả là đứa con đại bất hiếu. Nếu mi còn nghịch mãn cưỡng lời, ta thề sẽ tự sát nơi đây. Mẹ, xin mẹ đừng tự sát, con xin vâng lời. Vậy mới phải là hiếu tử. Con hãy lên đường nhớ bao trong lấy thân. Lại mẹ con đi chị. Em nó đã đi rồi. Trưởng qua con và hãy sửa soạn đôi mình về kinh chịu tội. Vâng. Mạnh Lễ Quân con, dường như con có tâm sự gì u ẩn lắm nên mới dạo lên khúc nhạc u hoài. Con hãy vui lên,
lo lượt dắt trăm cài, vì mai đây đã đến ngày con du quy xuất gia. Ngày mai này con sẽ du quy xuất gia, lìa bỏ mẹ cha xa mái nhà kỷ niệm để về với người mà con chẳng kính không yêu. Làm một kẻ dông tình hoàng lang ơi, có nghĩ thấu cho lòng này. Tuy chưa bao giờ ta tản mặt nhau, nhưng một lời đã đính ước cùng quân ơi, ông cũng là cơ trời nên thanh hoàng mới ban chỉ tứ hôn, nào phải con phụ bàn mà giọt sầu chứa chan. Lấy quân con ngày mai này xa xôi muôn dặm, cha mẹ già rồi heo hắt nhớ thương con, xin gửi lại đây chân dung này do tự tay con minh họa, xin được xem như suốt đời được gần gũi mẹ cha con. Thưa phụ thân, xin phụ thân cho con được cùng Tô Yên Tuyết đôi lời từ ta. Được rồi, cha sẽ cho gia nhân gọi nó sang đây cùng con tâm sự. Cho vợ tôi đến đây để chị hãy ngồi xuống đây cho Mạnh Lệ Quân có đôi lời gửi gắm. 16 năm chung sống bên nhau tình hơn ruột thịt, ngày mai đây đôi đường chia biệt, xin chị hãy tha em trong bổn phận một đứa con làm vui và mẹ cha. Tiểu thơ đã nặng tình gửi gắm, thân phận kẻ tôi đòi xin trang trọng nhận lời. Tiểu thơ hãy yên tâm, Y Tuyết chị ơi, lòng một kẻ đi xa mang thật nhiều tâm sự, nói chẳng trọn lời tôi thẹn kiếp hồng nhan. Ngày mai đây em xa cách mây quang sáng, một lần
bão là khổ là sầu. Cô khổ chẳng là người dân gia bốn tàu, muốn dặm đường xa một mình thui thủi, không biết trước phút theo chồng người xưa có nhớ tới mình không. Ôi cuộc đời tan thương biến đổi, biết làm sao lường được lòng người. Một ngày kia chị sẽ hiểu được lòng em. Bây giờ tôi xin phép được lui gót để tiểu thơ an giấc. Dân xin bái biệt. Dinh Lan. Dạ. Xong xuôi cả chưa? Dạ xong xuôi cả rồi. Dạ em đã lén mở cổng và cột sẵn con túng mã ngày gốc liễu á. Em hãy lo cải năm trang, ta thảo phong thư để lại cho cha mẹ ta, rồi thầy trò mình cùng lên đường kẻo muộn. Dạ xong rồi. Thôi thầy trò mình đi tiểu thơ. Lễ Quân con, sửa soạn đi con, đàn trai họ sắp tới rồi đó. Lễ Quân con. Ủa sao lặng yên vậy nè? Kìa, Mạnh tiểu thơ có để lại phong thư trên bàn kìa, lão gia hãy xem thử. Đâu? Trời ơi, con tôi nó hại tôi rồi. Chẳng hay trong thư tiểu thơ nói điều gì mà lão gia sửng sốt như vậy? Yên tuyết con, Mạnh Lễ Quân nó bảo ta hãy nhờ con thay thế vai trò cô dâu, để việc nó trốn đi không kinh động mọi người, Mạnh gia cũng không phải khó khăn vì Lưu Khuê Bích, mà con cũng vuông tròn cái việc hôn nhân, con có sẵn lòng giúp ta không? Con đã một đời thọ ơn của Mạnh gia, thì lòng gia nào con dám từ nan. Lễ Quân ơi, em quyết chọn tiếp cùng chàng, sao nỡ sắp ba bài xuôi chỉ bồi đông. Con đã bằng lòng, vậy để ta tiếp đàn trai để tiến hành lễ nghinh thân. Hoàng phủ thiếu qua ơi, em thề suốt đời không ủ bạc, thà thác xuống suối vàng chứ không cùng Quế Bích dây duyên. Mạnh tiểu thơ, sách có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, duyên nợ đôi ta ắt cũng số định nơi trời, nên trải bao lần thay đổi biển dâu, rồi cũng có ngày Mạnh lưu nên nợ. Vậy nàng hãy cùng ta cạn ba chén rượu, gọi là thắt chặt mối lương duyên. Hai cuộc đời kết nghi hộp từ đây, như phùng được gần loan. Ôi châu trần nào đẹp hơn? Tiểu thơ lại đây tiểu thơ, xin người châu sổ sàng, tôi nào phải kẻ lăng loàn. Hôn lễ đã buộc ràng, nàng còn ngại ngùng chi? Hãy đến với ta nào người ngáo. Hoàng phủ thiếu qua, hãy chứng cho em vì chàng mà rửa thù tẩy hận, kẻ ác gian phải đền tội. Tiện tì cả gan hành thích ta, chạy đâu cho khỏi. Đừng mong chạm đến người ta hay loài đại gian đại ác, ta thà chết chứ không bao giờ thất tiếc thiếu qua. Chàng ơi, em nguyện vẹn chung tình. Trọn đời gìn giữ mặc cuộc đời tan biến đổi thay, chẳng được dày duyên với người trong mộng, cũng thề không nên nở cùng kẻ thất phu. Thôi thì
đành dính biết ngàn thu hẹn lai sinh nỗi đèn tơ tóc. Chớ có nhiều lời, ta sẽ bắt trói mi giải về kinh tấu tình cùng chúa thượng, thử xem nhà họ Mạnh có được toàn hay không cho biết. Bộ ác nhân chớ của dương dương tự đắc, không giết được mi đây báo thù cho phu tướng, ta thề sẽ tự sát cho danh tiết vẹn toàn. Thôi thì kể như ngọc đắm với châu chìm, chứ quyết không tham sanh quý tử mà chuốc khổ sầu gây lụy đến người thân. Lưu Khuê Bích, không bao giờ ngươi bắt được ta đâu, mà mong gieo quà cho nhà họ Mạnh. Ta quyết gieo mình mượn dòng nước bạc gửi thanh qua tàn cho vẹn tấm tình chung. Mạnh Lễ Quân, Mạnh Lễ Quân! Có người chết đuối, có người chết đuối, có một người con gái chết đuối kìa. Nàng ấy chưa chết, các người hãy cứu tỉnh nàng. Tại sao tôi còn sống? Tại sao tôi lại ở nơi này? Ta đã cứu con đó, chẳng hay phận thơ đào tuổi vừa đôi tâm, tại vì sao lại toan quỷ mình khúc nôi thế nào cho ta được biết. Lão gia ơi, má đào phân ba tuổi trăng tròn mà chồng chất nỗi gian lao. Cánh hoa ôi đỏ đài cay đắng biết bao nhiêu, thân trôi nổi nào khác cảnh bán mình, lòng giá nào còn tham luyến cuộc đời nhiều. Tâm sự ôi thương xót biết ngần nào, con cũng liều một thác lè cuộc sống khổ đau, nhưng chắc ý là trời cao còn đài đó đời qua phải sống trên đời nên mới còn được lão gia cứu thoát. Bao nhiêu sầu hận mãi đeo mang không biết tới ngày đừng âu sầu thay quá, trời cao không phụ kẻ hiền lương. Ta có một đứa con gái tên Đơn Hoa đã du quy xuất gia, thôi thì ta nhận con làm dưỡng nữ để an ủi cảnh xế chiều. Con xin muôn vàng cảm tạ, xin dập đầu ra mắt phụ thân. Con hãy đứng dậy, từ bây giờ ta đặt tên con là Tô Hoa, hãy theo ta về chốn Đê Kinh. Thưa dân.
Tiểu thơ ơi, tiểu ha, dạ, tiểu chủ, dạ, tiểu chủ. Nơi đấy kinh dập dìu sa mạc, tai dắt mạch rừng, người nói năng phải cẩn thận giữ mồm giữ miệng. Dinh ta, dinh ta, dạ, em, à, dạ, em nhớ rồi, em là dinh ta, còn tiểu ha, tiểu chủ là Lệ Vân Ngọc Tự Minh Đường. Tiểu chủ không nóng lòng xem bản sao? Nói thiệt rồi nha, em sợ quá. Nếu tiểu chủ danh đề bản ngộ được phong quan tước, một mai mà chuyện lộ ra thì tội khi quân cánh đâu cho khỏi. Ta vẫn biết thế, nhưng vì họ hoàng đang lận đận trên giang hồ vô định, nỗi trôi khổ đau thông hận. Đệ nhất giác, đệ nhất danh, trạng nguyên là Lệ Quân Ngọc, năm nay 17 tuổi, quê ở huyện Hàm Ninh, phủ Võ Xương, tỉnh Hồ Quảng. Đệ nhất giác, đệ nhị danh. Môn sinh xin ra mắt ân sư. Trạng nguyên hay bình thân, quả là một trang thiếu niên tài tuấn. 17 tuổi đã chim bán vàng, quả là cổ kim ít có. Chẳng hay trạng nguyên đã yên bề gia thất hay chưa? Bấy lâu nay vì lo việc học hành, mãi miết với sự kinh, tự hành hôn lễ. Tiểu thơ, vậy làm sao? Sao làm sao? Sao làm vậy đó? Tiểu thơ vậy vậy nè, rồi con gái thừa tướng cũng vậy vậy nè, rồi cưới nhau vậy vậy, thì làm sao mà vậy vậy? Đó rồi đổ bể tùm lum mà đứt đầu cả đám cho mà coi. Ngươi đừng lo, ta đã có cách. Đừng lo làm sao nổi? Trời ơi, điệu này hoài chắc tôi điên quá. Tô tỷ tỷ, chị em mình gian trưng trôi nổi, rồi cũng có ngày tái hội. Ngoài là tình chồng vợ, trong là nghĩa chị em một nhà sum họp. Chỉ thương cho hoàng phủ thiếu hoa, không biết trôi dạt phương nào, sống thác ra sao. Em phụng mạng mở cuộc khảo thí chiêu hiền, thì có một người đã xứng danh là Dương Thiếu Phụ, lãnh tước vua Ban
cùng nhau gặp gỡ. Thân lòng không thể tưởng chân giả. Ôi thiếu ba phải chàng hay không? À, tôi đã đông mặt chàng. Ngài tỷ tiện cùng người thăm ngôn, chốc nữa người sẽ đến. Chị hãy lên xem có phải là chàng dây vàng trời cao cho thiếu hoa đến ngay nơi đây cho qua hồ. Tiểu thơ có hơn gì tôi đâu mà trêu mà chọc. Dạ, có bình Đông Nguyên Soái xin ra mắt. Được rồi, ta sẽ ra đón tiếp. Dạ. Đó, đó đó, chị nhìn xem có phải chàng không? Việc gì mà chị sửng sốt vậy? Đúng rồi, Hoàng Phủ Thiếu Hoa đây rồi. Đúng là Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Để em ra tiếp chàng mới được. Môn sinh Dương Thiếu Phủ xin dập đầu ra mắt ân sư. Quay kia, đừng đừng có lại như vậy. Sao được, kỳ lắm. Nhờ ân sư đề bạc, dù trăm lễ như vậy cũng chưa xứng đáng. Này bình Đông Nguyên Soái là trang tài tuấn, ắt hẳn nhiều người đẹp phải lòng. Chẳng ai đường gia thức ra sao, được bao nhiêu quý tử. Khi xưa ước giao tất lòng chẳng phải mỗi người mỗi nơi, dù xa lòng tôi gian dình, chờ lệ quân lòng vẫn thủy chung tròn câu. Duyên nợ công thành xin thề chẳng thay. Không bỏ người ngay đẹp hay sắc son vẹn vinh, cố tâm gắng chờ một ngày tương qua sau trong. Xa cách gắng tâm tìm quên cô nhớ chi, hai quên là ân sư ơi, dầu môn sinh với người ta chưa một lần gặp mặt, nhưng một lời đã hứa là trọn đời ghi tạc, bão tố phong ba cũng không làm cho đổi già thay lòng. Nguyện cùng ai như vẹn tâm chung tình, người đang nổi trôi nơi đất trời xa lạ, đời đầy quan khổ gian truân, không biết có còn gặp lại người trong mộng hay ngàn năm dính biệt nhau rồi.
làm trai quyết báo đền ơn vua nở nước và đâu mà nghĩ đến chuyện tự sanh chốn xa trường xin người báo trọng đừng để người xa phải đau xót ngậm ngùi. Nơi xa trường gian nan xem thường sông nước xa trường nề gì môn sinh xin bái biệt ân sư vốn xa trường sông nước cầu chúc người mau mã đau thành công đoàn hùng binh vượt đường xa đoàn hùng binh xa trường gian đường quy danh người hùng hăng lập đầu công miễn lễ chứ cánh hải bình thân bình đông nguyên soái thắng trận ban sư công lao thật là to tát sao lại cúi đầu chịu tội thế kia. Dạ hạ thần muôn vàng đắc tội xin dân biểu này tâu rõ khúc nôi. Chả chả cả gan thay cho cha con Lưu Tiệp. Cha con ngươi đã âm mưu tạo phản, câu kết với kẻ thù, ám hại kẻ trung lương. Bị giặc bắt giam thần quyết chẳng quy hàng, một lòng trung nghĩa ngờ đâu toàn gia thọ tội. Cũng tại trẫm bất minh nghe gian thần sàm tấu, gây tan tác đau sầu cho những kẻ trung lương. Cha con thần dám đâu xúc phạm đến thánh hoàng, mong giải được nỗi oan cho cả nhà sum họp. Trẫm truyền cho thiếu qua được phục hồi danh dị. Võ đao yeah. Mang cả nhà họ Lưu ra pháp trường hành quyết. Dạ dạ muôn tâu mọi việc đau khổ trái ngang đều do một tay hạ thần gây nên tội. Nay cuối sinh một mình thọ tử cho Lưu gia già trẻ được sinh tồn. Tội lỗi gây ra xin nhận hết ta giữa sân rồng, cũng bởi lòng ghen hờn ti tiện đến ám hại cả nhà hoàng phu thọ hàm quan. Nay xin thánh hoàng mở rộng lượng nhiêu xin tha cho nhà họ Lưu toàn mang. Thần gây tội xin một mình thọ lãnh ơn đức kia xin ghi tạ muôn đời. Nay nhân ngày vui
Trẫm chọn được hoàng phủ trưởng qua làm hoàng hậu, truyền Lưu Trảm chờ bắt hết toàn gia Lưu Tiệp rồi mang ra pháp đường trảm quyết, truyền bãi trào thánh hoàng vạn tuế. Cha con mình về báo tin vui, kẻo mẹ của con nóng lòng mong đợi dân. Ai đã qua hồi hoạn nạn, danh phận rõ ràng một nhà sum họp, nhưng trong lòng mẹ vẫn có điều không vui. Thưa điều chi vậy mẹ? Tuổi mẹ năm nay cũng gần đất xa trời, mà chưa có đứa cháu nội nào để bồng ấm với người ta. Con cũng biết như vậy, nhưng vì Mạnh Lệ Quân một lòng thiết liệt cùng con nên con không đành lòng. Ai 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 đi chỗ khác chơi, ở đây làm gì vậy? Để con ra xem việc gì ồn ào ngoài trước. Tào Tính, dạ. Để tao hỏi vài lời. Vàng Tân Hỷ, dạ. Anh tìm đến đây có việc gì? Dạ Lưu tiểu thơ nhờ tôi trao chiếc quạt này cho công tử và xin cho được gặp mặt. Kỷ vật ngày xưa, Lưu tiểu thơ đã có chồng rồi thì kỷ vật này còn có nghĩa gì? Nàng đã phụ bạc tình xưa, còn muốn gặp tôi làm chi nữa? Trước khi trách người, sao không gặp gỡ cho tỏ rõ khúc nôi? Chứ không lẽ chưa rõ đầu đuôi đã buộc tội hàm hồ như gã Tào Tính nè? Ai? Sao ấy? Thôi Tân Hỷ, dạ. Hãy mời nàng vào đây. Dân. Kẻ tội đầu xin ra mắt Dương gia. Tiểu thơ hãy đứng dậy. Từ ngày cùng nhau nơi tiểu xuân đình đính ước, tưởng đâu nàng dáng dơ chơ chung tình, chẳng đổi thay có ngờ đâu. Tiểu thơ lỗi thề, con ba số phận khổ hận lưu lạc trôi dạt, đã dòng tình quên tình xưa. Ta đã trách lầm nàng, thôi hãy bỏ lỗi cho. Hôm nay nàng tìm đến đây để... để giao tin người gì chức tình xưa mà tâu cùng chúa thượng tha cho nhà họ Lưu tội từ. Thôi được, để ta sang nhờ Lệ ân sư giúp lời tâu lỗi. Nàng hãy tạm lưu lại đây chờ kết quả. Tào Tính, hãy lo tiếp đãi Lưu tiểu thơ và Giang Tân Hỷ. Dạ thưa tiểu thơ. Dạ thưa anh Giang Tân Hỷ. Thằng nào đây? Đi chỗ khác chơi thì tội nghiệp em mà anh không nhớ em sao? Nhớ chứ sao không mày? Phải mày là thằng Tào Tính không? Dạ thưa phải đó. Thôi sao anh đánh em? Đánh mày về cái tội hồ đồ, có mắt cũng như đuôi. Dạ tại sao vậy? Tại mày ẩu tả, chưa biết đầu đuôi gì hết mà ẩu tả. Người ta chung thủy như vậy mà mày bảo là người ta bội bạc, không đánh mày sao được? Ôi dạ đánh hoài ta. Kìa Dương gia đã về đó. Thiếu qua con, công việc kết quả như thế nào? Con xin ra mắt phu nhân. Con hãy đứng dậy, sao thiếu qua? Dạ nhờ Lệ ân sư tận tình tâu giúp, chúa thượng đã cải an ly đài, chỉ chém một mình Lưu Khuê Bích và hạ lệnh tư hông con cùng Lưu Yến Ngọc. Tốt lắm, mẹ cũng rất vui lòng. Nhưng đối với Mạnh Lễ Quân lòng nào? Thiếu qua. Với người đã chết ta, sao dám cãi lời mẹ già
Mẹ Thiếu Hoa không được cãi lời mẹ dạy. Yến Ngọc đến gần đấy cho mẹ nhìn kỹ coi nào. Quả xứng là con dâu nhà hoàng phủ, gia nhân bài đại yến. Ta có lời chúc mừng chúng yêu dương trăm năm hạnh phúc, xin đa tạ ân sư. Nếu ta nhớ không lầm, có lần ngài đã bảo là suốt đời chung thủy cùng mạnh lễ quân, sao hôm nay hoàng phủ lại rộn ràng hôn lễ? Hay là dòng nước thời gian đã làm mòn niềm thương nhớ trong lòng ngài? Vì muốn làm vui lòng cha mẹ, chứ thật lòng tôi lúc nào cũng thương nhớ mạnh lễ quân. Xin ông sư cùng tôi dời góp đến thơ phòng, sẽ thấy là tôi không bao giờ rời xa chân dung người trong mộng. Đây là chân dung mạnh lễ quân do chính tay nàng minh họa. Chân dung do nàng minh họa. À, quả là một người con gái tài sắc vẹn toàn. Lòng tôi luôn thương nhớ người xưa. Sớm tối làm bạn cùng bức chân dung. Mẹ nghĩ lễ quân Ngọc chính là mạnh lễ quân cải Nam Trang. Con cũng ngờ như thế, nhưng không biết làm sao tường hư thực. Con hãy vào cung tâu cùng trưởng qua hoàng hậu, nhờ tiếp tay tìm sự thật. Vâng, con sẽ theo lời mẹ. Ta mong đúng như ta nghĩ, để nhà hoàng phủ có thêm một đứa dâu hiền. Thôi con hãy ra ngoài lo lễ cưới. Thần trung hiên dương cúi đầu ra mắt, chúc hoàng hậu tuế tăng vạn tuế. Ta miễn lễ, em hãy bình thân. Từ khi được sắc phong hoàng hậu, chị em cách xa ta ngày đêm thương nhau. Nay em vào đây hẳn có điều chi quan hệ? Em xin dâng bức tranh này do chính tay mạnh lễ quân ngày xưa minh họa, để chị xem chân dung mỹ nhân ngày xưa có giống quan thừa tướng đương cao. Em quá nghi nàng ngày đêm thắc mắc, chị hãy cố tìm cách dò xét mà giúp em hãn tường giả chân cho tình để đêm còn. Ta sẽ giúp cho
Nhưng hôm nay Thái hậu cho đời lễ thừa tướng vào cung vẽ tranh, chỉ sẽ sai nội giám pha phiên tử cho người uống say, sẽ thoát hại cho tường hư thực. Em xin cáo lui chờ tin tức. Thần thường thứ 17 bên đường xin ra hoàng hậu, thừa lĩnh thái hậu, thần đã vẽ xong bức tranh quan đồng tử, xin kinh dâng lên hoàng hậu. Nét quả tuyệt vời, chữ đề như rồng bay phượng múa, quả là người tài quá xuất chúng. Vậy ba chung rượu này để thưởng bao tài hoa nghệ sĩ, vẽ tranh ra như cuốn rồng mà bay, rốt thêm một chung phi tử, thương không cho phụ lòng mà ta. Nằm ngoài thành không trác, lấy mền rồng đắp lại cho người. Dạ. Miêu Thoại Anh, dạ, ngươi hãy đến thành phong trác cởi hài lễ thừa tướng xem như thế nào, rồi về tâu lại cho ta biết. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi, bên trong có hai chiếc hài theo nhỏ xíu. Công nữ, trước mặt ta sao dám cợt đùa to tiếng, quả thật là kẻ phạm thượng khi cung hoàng hậu nên hạ thần phạm tội. Cung nữ kia nếu nàng tiết lộ là sẽ mang tội chết. Còn dâu kính việc này thì mới được tồn sinh. Dạ dạ, mong ơn thanh quân rộng lượng quan hồng. Việc này tiên nữ xin trọn lòng dấu nhẹm. Cho ngươi lui, nội giám. Dạ. Hãy đưa lễ thừa tướng về phủ, cấm tuyệt không ai được phép giở mình. Ai cưỡng lại cứ chặt tay trước rồi về tâu, đắm rõ. Dạ.
tại sao từ khi tỉnh rượu đến giờ tôi thấy tiểu thơ có vẻ u sầu buồn bã. Sau khi vào cung vẽ tranh, được hoàng hậu ban ba chân rượu, quá sai bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì thấy bên trong đã mất cặp hài sự này. Tôi chỉ e nếu thánh hoàng biết được thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Dạ, có nội giám thừa lệnh thánh hoàng xin ra mắt thừa tướng. Mời người vào. Chị hãy vào trong. Không biết cái việc gì hệ trọng mà thánh hoàng cho nội giám tìm đến nơi này. Thừa tướng, thánh hoàng vạn tuế. Hạ thần không biết thánh thượng gia lâm nên chậm trễ việc tiếp nghinh, xin thánh hoàng dung thứ. Chậm miễn lễ, khanh hãy bình thân. Từ khi khanh uống lầm phiền tửu e nguy đến tánh mạng, chậm lo sợ ngày đêm nên tìm đến đây xem bệnh tình khanh có phần nào thuyên giảm. Để thanh quân bận dạ âu lo, hạ thần muôn vàng đắc tội. Không sao, lễ thừa tướng, ta đối với khanh bấy lâu nay ngoài là lễ chúa tôi, nhưng trong thì tình thân như thủ túc. Dù ngày xưa nữ tiên hương quan khanh đã qua vô tình, nay ta một mình giải do dầm mưa đến tận nơi đây, khanh hay vì ta mà bệ hạ. Lễ hiền khanh bệ hạ. Ôi nhìn vẻ e dè sợ hãi, ta cứ ngỡ là canh hoa xuân ngại ngùng trước cơn gió lạ. Trong giây phút ta chợt quên đi tất cả, quên cả ngôi cao, quên đi lọc cả, mà ngỡ rằng quả nhân là người khách lạ vừa lạc bước đến non tiền. Giữa nàng hoa đua nở mà khanh là một vị tiên nghi nữ, đẹp như chúa tể loài hoa. Ôi sắc hương ba miền thiên kiều, cho trăm mi ngẩn ngơ ngay cả tâm mi hồn. Một lần đôi diện giới thần là tiên. Trăng xôi canh cho nền qua ngày ngùng, mà lỡ là ngày của tôi. Muốn tâu, tuy nơi đây thanh văn thưa người, nhưng trên có hoàng thiên, dưới còn hậu thổ.
thêm quỷ thần chứng giam ở hai vai. Hơn nữa, người quân tử dẫu có một mình giữa đêm khuya vẫn luôn luôn giữ lệ. Như bệ hạ đây là một vị dương đế giữ ngôi cao cai trị muôn loài, xin chớ có cợt đùa mà cả vua tôi cùng lỗi đạo. Lễ hiền khanh, khách cô câu minh quân lương tể tao phùng dị, lại cũng cô câu tài tử giai nhân tê ngộ nan. Ôi đêm xuân một khắc đang ngàn vàng, khanh tiêu phủ vàng lòng quả nhân yêu mến. Muốn tâu xin thánh quân tranh, nhưng câu cợt đùa là lời à. Để lê quân giữ cho tròn đạo, đừng để nhiều kẻ chỉ nghĩ tổn thương nên bậc thánh quân. Thân phải đầu khắp im giận quần đồng, mà thắm môi đào khanh ấy thì ta toàn đêm vui. Nếu bệ hạ chẳng nhận lời, xin cho kẻ hạ thần lùi gót. Lễ quân khanh. Nếu bệ hạ chẳng thương tình, thần xin cúi đầu giữa tôi. Thôi, anh hãy đứng dậy. Đậm đâu dầm mưa dãi gió đến nơi này để bắt tội hiền khanh. Chẳng qua từ khi nơi nghinh phong khắc nhặt được cặp hài theo. Bệ hạ, không biết có phải nợ trời xui khiến mà lòng trầm cứ nghe ngài thương đêm nhớ, cứ nghe lòng vẫn dơ rộn rã nên nào ngại cánh gió mưa. Trầm cải trang tìm đến nơi này cho lòng vơi nhớ thương, khanh có biết cho lòng ta nơi tiền hương quang ngày xưa, khanh đã quá vô tình lẽ đâu đến bây giờ, khanh không nghĩ tình ta. Nơi đây vắng vẻ không người, khanh còn ngại ngùng chi nữa. Nhưng còn đất trời còn đạo lý, thần không thể vượt qua. Đứng trước đỉnh muôn năm, thần xin giữ đạo bề tôi. Dẫu ta một đấng quân vương ngự trị trên chính tầng ngôi bao, nhưng vẫn là con người có trái tim, có tình cảm, vẫn thấy nhớ, thấy thương, thấy lòng rung động bởi một giai nhân sắc nước hương trời. Là một vị vua cao quý hơn đời, lắm khi ta cảm thấy không bằng một tên dân cùng đinh nghèo khổ sống âm tầm nơi thôn giá điều yêu. Luật lễ triều đình địa vị một quân vương đã làm cho ta yêu, mà nghiện lời không được nói, không lẽ khanh không thấy lòng xúc động trước tấm chung tình của một đấng quân vương.
đã gây tội tài trời phạm thượng khi quân. Mai nhờ thanh hoàng rộng lượng gia ân tận tình che chở, ơn đức kia trọn kiếp chẳng hề quên. Nhưng xin thề chứng có quỷ thần, lòng đã gửi trọn cho người xưa nguyện không dời đổi. Tâm tình của thánh quân xin hẹn kiếp lai sinh, làm thân khuyên mã để bao đền. Lòng khanh đã quyết, thôi tẩm cũng chịu theo. Nhưng để chúa tôi đời đời gần gũi, khanh hãy giao kinh việc cải trang cho trọn kiếp, kẻo giữa triều đình chậm khô dung ta. Dạng tạ ơn đức thanh quân, xin cho thần nghĩ lại rồi dâng biểu tấu. Ta tin là khanh sẽ không phụ lòng ta. Thôi khanh hãy an nghỉ, trẫm hồi cung. Thánh hoàng vạn vạn tuế. Tiểu thơ, tiểu thơ định lẽ nào? Nếu trái lời chúa thượng thì đánh sao khỏi tội? Cơ sự này cũng tại hoàng phủ thiếu qua nông nổi. Đã ra cơ sự này còn trách chàng làm chi nữa? Em quyết vào triều dân biểu trình tấu đồng đối sự thật. Hậu quả ra sao thôi cùng mặt sâu trời. Trời đã sáng rồi, để em vào triều bái mạng. Miễn lễ, chữ khanh hãy bình thân. Hữu thừa tướng có việc chi cứ trình tấu, cớ sao phủ phục giữa sân rồng? Muốn tâu bệ hạ, thần là lễ quân ngọc có biểu trần tình, cúi dân thanh hoàng ngữ làm. Chả chả, hãy cho lễ quân ngọc. Hãy cho mạnh lễ quân bài trò gian dối. Dám y lỏng quỷ thần, cải giảng nam mà đang. Phạm thượng khi quân vũ mạng đài thần. Truyền sử trạm để làm gương cho trăm họ. Võ đạo quân đem mạnh lễ quân ra pháp trường sử trạm. Dạ dạ, cuối sinh thanh quân giảm cân lôi đình thịnh nộ, xót thương một người đã dài công cùng xa tắc mà tha cho khối tội gian. Dầu mạnh lợi quân đã phạm tội tài đình, nhưng cũng là người còn bài đức đã đem hết sức tài giúp xa tắc lúc nguy nan. Hai họ mạnh hoàng đã chịu lắm gian nan, bấy lâu nay đau sầu thất lạc, đến ngày nay mặt nhìn tan mặt lại phải ngàn thu vinh biệt nhau rồi. Ta cũng nghĩ tới người dày công cùng đất nước, nhưng luật vua phép nước khó dung ta. Tâu chúa thường bấy lâu nay mạnh
chồng vợ cha con một nhà đoàn tụ thì ơn đức cửu trùng cao vời tở thái sơn thần khép nếp cúi đầu quỳ trước bệ sinh thiên nhang đi hạ hãy dùng tình thần tử biết đã phạm nhầm trong tôi xin cúi đầu không chậm cũng muốn dung ta nhưng tự khánh gây ra nhiều ngạn trái lương tu qua ai nữ của lương thừa tướng cũng vì khánh mà lỡ dở cuộc đời muôn tâu bệ hạ nguyên tố qua là tô yến tuyết người nhà họ mạnh ngày xưa cũng đã cùng mạnh lễ quân thề thờ chung một chồng xin bệ hạ thương tình rộng xét thật là rối loạn cả triều đình làm sao dung thứ được muôn tâu bệ hạ có chiếu ân xá của hoàng thái hậu nay vì có lệnh thái hậu truyền xá tội lễ quân và phong cho hiệu bảo hòa công chúa còn hoàng phủ thiếu hoa được cưới cả ba nàng mạnh lễ quân tô yến tuyết và lưu yến ngọc truyền bãi trào thanh thượng vạn tuế vạn vạn tuế bao tháng đợi ngày chờ giờ vui vẻ nhất gia bao mơ ước nay phi nguyện môi duyên cầm sắc tay nắm tay hát mừng môi tình trùng quang nghe pháo mừng tân hôn bao ngày sông gió xưa đã